Dạo gần đây, chai nước hoa đến từ Hàn Quốc Jemme Moria đang được phái nữ mê mẩn, chứng tỏ mùi hương cũng không phải dạng tầm thường. Dưới đây, hãy cùng đi đánh giá về bộ 6 chai nước hoa Jemme Moria này nhé. Đôi nét về thương hiệu. Jemme Moria là một thương hiệu nước hoa nội địa Hàn Quốc được nhiều người yêu thích. Jemme Moria cũng đã hợp tác với tập đoàn Agevin, Pháp uy tín với bề dày hơn 100 năm kinh nghiệm trong ngành điều chế nước hoa, nâng niu và chất lọc tinh hương từ những cánh hoa tươi. Đạt được tiêu chuẩn IFRA Hiệp hội Nước hoa Quốc tế, Jemme Moria tự hào mang đến những sản phẩm có chất lượng tốt nhất cho người dùng. Với đội ngũ làm việc chuyên nghiệp và may móc hiện đại tại Cosmark Hàn Quốc, mỗi lọ Jemme Moria đều được sản xuất và kiểm tra nghiêm ngặt, đạt tiêu chuẩn toàn cầu. Vì vậy bạn có thể an tâm sử dụng sản phẩm kể cả với da nhạy cảm. Mùi hương Jemme Moria. Trong bộ sưu tập lần này, Jemme Moria đã sản xuất 6 màu tương ứng với 6 mùi hương phong phú khác nhau. Cụ thể, mùi Sphere 01, tầng hương đầu tiên là sự tinh khiết của hoa nhài, kết hợp ở tầng hương giữa là hoa huệ cùng hoa kim ngân mang đến sự dịu dàng và nữ tính, vô cùng thu hút. Hương thơm vương vấn, nhẹ nhàng dễ khiến người xung quanh muốn gần gũi, đặc biệt, tầng xạ hương thơm cay khi dịu lại càng làm cho đối phương trở nên say đắm, mê hoặc qua các cung bậc cảm xúc và quyến luyến không thể rời xa. Mùi hương dễ chịu này phù hợp với cả 4 mùa trong năm. Mùi Vanzeloi 02, với hương thơm đầu của quả lý chua đen thanh ngọt kết hợp cùng hương bưởi mát lành dễ dàng khơi dậy khứu giác, đưa bạn đến vùng trời mát mẻ đầy ắp gió và biển bao quanh. Tầng hương thứ hai là sự kết hợp của hoa nhài, hoa hồng thân thiện, nồng đượm sẽ bạn gợi nhớ lại những ký ức đẹp đẽ. Cuối cùng là hương của gỗ tuyết tùng trầm cay giúp tâm trạng bạn trở nên thoải mái, nhẹ nhàng. Vanzeloi mang đến cảm giác tươi mát, dịu nhẹ như hoa thơm đẫm sương sớm, thích hợp dùng vào ngày xuân, hạ. Mùi Granada 03, hương cam bergamot chua nhẹ, thanh mát đến cho bạn cảm giác thoáng mát khi chiều tà, xóa tan sự ngột ngạt của nắng nóng khi trưa. Cùng với đó là hoa cam oải hương tươi mát sẽ làm bạn và cả những người gần bạn quên đi cái nóng. Lớp cuối cùng là hương của hồ phách quyến rũ, lôi cuốn khiến bạn trở nên vừa bí ẩn lại phơi bày đủ nét gợi cảm mà không quá lộ liễu. Tất cả tạo nên tổ hợp tinh tế, gợi cảm mà thơm cực lâu các mùa xuân, thu, đông. Mùi Resin 04, bạn sẽ nhận thấy mùi hương của quả quýt hồng và hoa hồng ở hai tầng hương cao nhất, tạo cảm giác bình an nhẹ nhàng, tươi mát, chốt hạ với hương rêu sổ xanh mát và cuốn hút tạo độ cuốn hút, si mê đối phương. Mùi bông Perlier 05, sự kết hợp của quả mâm xôi và hoa mẫu đơn trong hai tầng hương cao nhất giúp bạn trở nên tinh tế, chỉn chu nhưng lại không quá cứng nhắc, khô khan, bắt gặp vani ngọt ngào ở tầng hương cuối giúp tổng thể tỏa ra hơi thở ấm áp. Hoa cũng giúp người xịt thêm phần thân mật, gần gũi với đối phương. Mùi này thích hợp sử dụng vào các mùa thu và đông. Mùi Grass 06, nốt hương cây đại hoàng kết hợp cùng cỏ hương bài giúp cho bạn thư giãn và giữ trạng thái phấn chấn cả ngày dài. Nhắm mắt lại, bạn sẽ tận hưởng trọn vẹn mùi hương của hoa tulip thuần túy và ngây thơ, vẻ gợi cảm được tạo nên từ hương thơm tươi mát và phức cảm. Nhờ đó cô nàng có thể sâu ra nét tươi tắn, sinh động mà sang trọng của bản thân. Hương này phù hợp cho những ngày xuân mát trời và ngày hạ nắng ấm. Ưu nhược điểm của nước hoa Jemme Moria, ưu điểm, thiết kế sang trọng, bắt mắt, thu hút người nhìn, độ lưu hương từ 5 đến 6 tiếng. 6 phiên bản khác nhau mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng, giá thành hợp lý, thành phần từ thiên nhiên an toàn, không gây hại cho da. Nhược điểm, dễ mất mùi khi hoạt động ra mồ hôi nhiều, với mức giá phải chăng, nói không ngoa khi sản phẩm này luôn nằm trong top bán chạy trên các sàn thương mại điện tử. Còn ngần ngại gì nữa mà không thử sở hữu một trong bộ 6 chai nước hoa Jemme Moria tại link dưới phần mô tả nhé.